Thảnh thơi giữa cõi ta bà, sang xuân xin chúc mọi nhà bình yên. Thả trôi hết mọi ưu phiền, uống trà ngắm đá an nhiên cõi lòng. Vâng, thì đầu năm LNG xin chúc tất cả mọi người với trăm vạn điều may mắn hả vậy ha. Vì khi chúng ta có may mắn thì chúng ta sẽ chiến thắng được tất cả. Mỗi một bước chân, mỗi một suy nghĩ và mỗi một cơ hội, nó không tự đến và cũng chẳng tự đi, đó là vận mệnh. Thì trong phong thủy ở LNG, chúng ta có cả hai, một bên là vận mệnh, một bên là phong thủy. Quý vị ạ. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, đá phong thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Thì video ngày hôm nay thì như quý vị biết là hiện tại đang là năm Nhâm Dần 2022. Thì những anh chị mà chúng ta ở tuổi Dần á, thì hiện tại là chúng ta đang 5 tuổi ha. Còn các anh chị, quý anh chị mà chúng ta ở tuổi Thân Tý Thìn á, thì chúng ta đang vào phân tay. Và LNG muốn gửi một điều quan trọng đến quý vị là năm nay là năm Nhâm Dần. Thì các bé mà chúng ta 12 tuổi rơi vào tuổi Dần, nhưng mà đang là 5 tuổi đầu thôi vậy ha, 12 tuổi, thì hạn chế đi xa, hạn chế đi chơi xa. Và quý vị chăm sóc các em là đừng có đi cho đi chơi xa, hoặc là luôn luôn theo sát cha mẹ ha, là điều thứ nhất. Thứ hai là ở trước Tết, LNG có chia sẻ với quý vị rằng là chúng ta nên đi ít nhất là ba chùa hoặc là thập tự thì càng tốt. Thì cái đó là một cái điều mà LNG muốn cho quý vị là chia sẻ với quý vị là chúng ta đi chùa để cái vận, quý vị lưu ý nha, cái vận mệnh của chúng ta khi mà chúng ta rơi vào tam tai hoặc năm tuổi, nó sẽ đỡ đi bớt phần nào. Và kèm theo đó là chúng ta kết hợp với phong thủy hả quý vị ha. Thì lý ra là hôm nay bây giờ đang là 0 giờ 7 phút. Thì lý ra là chuyện của người khác họ chia sẻ về phong thủy thì LNG không bao giờ nhúng mũi vào. Chuyện việc của ai nấy làm hả quý vị ha. Bởi vì khi mà chúng ta là một người gieo phong thủy, chúng ta cầm phong thủy và cầm cái vận mệnh, thì mỗi người một thầy, và cái đường lối đi thì của mỗi người nó cũng khác nhau ha, mỗi người mỗi trường phái. Thì như vừa rồi thì quý vị có thể thấy là sau cái đại dịch vừa rồi có nhiều người chúng ta có tiền, thậm chí là rất là nhiều tiền, nhưng mà chúng ta không đủ hai mũi ha, thì chúng ta cũng te tua. Thì qua cái đại dịch vừa rồi cho thấy một điều rất là quan trọng, đó là sức khỏe. Thì phong thủy bên LNG như em nói, thì em thì không dám xưng hô hay là này nọ kia với so với các cô chú gạo cội trong cái ngành phong thủy. Nhưng mà những cái kiến thức của em nó, em chỉ cần chuẩn, nhiều thì em không nhiều, nhưng mà em chỉ cần chuẩn. Thì như quý vị cũng biết, cuộc sống của chúng ta, sức khỏe là một, hạnh phúc là hai, và thứ ba nó mới đến là tiền. Nhưng mà em không hiểu tại sao các anh chị, các quý sư, các quý thầy rồi này nọ ha, cứ phải là tài lộc, cứ nhắm vào tiền. Vâng, thưa quý vị rằng là như chúng ta ai sinh ra cũng đều sinh cái sự song song với cái lúc chúng ta sinh ra, đó là suy nghĩ. Thì như quý vị cũng thấy là khi mà chúng ta quá quan trọng về tiền thì chúng ta sẽ thành nô lệ của đồng tiền, và từ đồng tiền nó sẽ biến chất, nó khiến cho con người biến chất rất là nhiều thứ thôi vậy ha.
Và một minh chứng là có thể là các anh chị chúng ta đang xem video đây, chúng ta cũng biết khi mà chúng ta có tiền, chúng ta rất là khó kiểm soát con cái. Đôi khi có tiền nhưng mà không có hạnh phúc. Và đôi khi á, ở trong cái đại dịch vừa rồi có nhiều người có tiền nhưng mà rơi lệ khi cầm tiền, vì khi mà chúng ta không còn sức khỏe. Thì ở trên cái video này á, thì em không phải là ra vẻ hay ta đây, em xin nói thẳng quý vị rằng LNG thích nhìn ngó, thích lắng nghe hơn là ngồi đây nói hơn vậy ha. Thật sự thì riêng bên em, Hồ Hữu Minh Tài ha, sinh năm 1984 tại 88 sẹt 31 Phan Xào Nam, phường 1, quận Tân Bình, em kinh doanh phong thủy tại nhà. Riêng Hồ Hữu Minh Tài, riêng em đây hứa vậy luôn, cái đại dịch vừa rồi em rất là hạnh phúc. Ở đây không phải là nghe thì nó hơi bậy bạ một chút, nhưng mà em hạnh phúc đây là bên nội lẫn bên ngoại của em đầy đủ thành viên, không thiếu một thành viên nào. Đó mới là cái hạnh phúc thật sự trong cái mùa đại dịch này đó. Và cái mà hạnh phúc mà em vừa mới chia sẻ thì ở giữa cái đại dịch này thì nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà trên thực chất á, là em chỉ muốn chia sẻ để quý vị hiểu rõ rằng là trên đời này sức khỏe nó là cái thứ quan trọng nhất. Vì mình không thể làm gì mà khi mà mình thiếu sức khỏe. Thì các anh chị, các quý vị mà chúng ta đang xem ở cái video này, khi mà chúng ta ai cũng phải đến cái đoạn mà chúng ta về già, mà chúng ta không còn như thời trẻ trẻ nữa, chúng ta không thể leo lên núi cao, chúng ta không thể bồng bế những đứa con to xác của chúng ta. Thật sự sức khỏe nó rất là quan trọng, kèm theo đó là cái sự hạnh phúc ấm êm trong gia đình, và kế đến mới là tiền bạc. Đôi khi có người bán cái sức khỏe của mình, đó là vẫn lao động bằng cơ bắp. Đôi khi có những người có tiền nhưng mà lao động bằng trí óc, nó nặng đầu lắm. Và đôi khi nó có khi có tiền con cháu chúng ta nó dính vào cái này, nó dính vào cái kia, ôi sao mệt. Thì qua cái đại dịch vừa rồi thì như quý vị cũng biết là cái thứ mà chúng ta nhắm đến đó là cái vận mệnh. Ở đây phân chia rất là rạch ròi, LNG kinh doanh phong thủy phân chia rất là rạch ròi, vận mệnh phong thủy, cánh tả là vận mệnh, cánh hữu là phong thủy. Và cái chúng ta cần là tổng thể chứ không riêng tài lộc quý vị nhé. Còn những ai mà kinh doanh phong thủy mà chỉ hướng cho người ta tiền nhiều vô, sai, em xin cam đoan sai. Bởi vì nếu như mà quý vị có tiền nhưng mà qua cái đại dịch vừa rồi chúng ta mất một số thành viên, đó là cái sự tổn thất lớn nhất, lớn hơn tiền nhiều quý vị ạ. Và LNG rất là may mắn, rất là may mắn và rất là hạnh phúc khi mà còn đủ các thành viên bên nội lẫn bên ngoài hả vị ha. Kiếp người thấy vậy chứ ngắn ngủi lắm, vài cái chớp mắt là hết rồi. Nó thành ra cái chúng ta cần là một cái niềm vui về sức khỏe bản thân và về những người thân của chúng ta. Thì trên video này thì nếu như mà anh chị nào mà chúng ta rành công nghệ hay gì đó, có thể điều tra về lý lịch của em, về nhân thế của em bên nội bên ngoài đầy đủ, cho dù là có bị nhiễm F0 đi nữa vẫn đầy đủ. Thì như quý vị cũng biết rằng là cái tình hình vừa rồi, cái tình hình mà khi mà thiếu vaccine, nó là thiếu vaccine chung, thiếu vaccine chung quý vị ạ. Nhưng mà rất rất may mắn và rất là hạnh phúc khi mà bên nội lẫn bên ngoại của bên phía LNG đều rất là mạnh khỏe và đủ đầy đủ mọi thành viên. Đó là cái điều mà nói chung là LNG rất là chạnh lòng khi mà nói ra cái điều này. Vì cái đại dịch vừa rồi thì LNG luôn luôn chú ý và luôn luôn quan tâm đến các trẻ mồ côi. Thì nếu như mà ở trên đây có anh chị nào mà chúng ta làm từ thiện bên các trẻ mồ côi thì vui lòng cho LNG xin xin địa chỉ hoặc là xin cái số phone để LNG sẵn sàng hỗ trợ cho các bé. Vì khi mà chúng ta đã có gia đình
chúng ta đã có gia đình thì đôi khi chúng ta thương con cái quá, chúng ta lo cho nó từng ly từng tí, nó không thể tự lo được cho bản thân, và khi chúng ta mất đột ngột thì những đứa bé rất là tội quý vị ạ. Thì trên video này thì LNG muốn các anh chị mà chúng ta đã thương yêu và quan tâm đến LNG thì LNG rất là muốn chia sẻ những gì mà LNG biết và những gì mà gọi là phong thủy, một cái kỹ năng sống tuyệt vời mà không phải ai cũng biết, để nói là trau dồi và học hỏi rất là nhiều quý vị ha. Để chúng ta có được những kỹ năng sống đó thì LNG rất là muốn những điều, nói chung là muốn những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả các anh chị mà đã biết đến LNG và quan tâm đến LNG. Rồi thì video ngày hôm nay thì nói chung là có điều gì sai sót hay là có điều gì mà khiến các anh chị phía trên buồn lòng thì bỏ qua cho LNG ha. Vì sau cái đại dịch vừa rồi thì nói chung là cũng hơi chạnh lòng.